Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kiên đây. Hôm nay mình rất là vui vì được gặp lại mọi người trong cái nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Và trước hết Kiên xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và các bạn đã xem video và ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Và trong cái nội dung tiếp theo của kênh mình hôm nay, mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người cái cách mà mình cắt ngồng hoa cho cây lan hồ điệp của mình sau khi qua tàn. Là bởi vì trong thời gian vừa qua cũng có một số cô bác hỏi Kiên á, sau khi hoa tàn rồi mình cắt ngồng hoa như thế nào, mình cắt sát ở dưới hay là mình cắt thế nào cho hoa nó mau ra cái đợt hoa tiếp theo. Thì mình cũng chia sẻ theo kinh nghiệm của mình là cũng tùy theo cái trường hợp của cây lan của mình, nó cái bông nó tàn và cái ngồng hoa nó như thế nào. Đây mọi người thấy không, cây lan của mình ha, thì cái bông thì nó cũng cái bông này, cái ngồng nó tàn rồi, nhưng mà ở phía dưới này cái ngồng nó còn xanh, là chúng ta có thể còn giữ nó lại được. Còn những cái phần ở trên này nó đã héo rồi thì chúng ta phải nên cắt bỏ. Là bởi vì khi chúng ta cắt cái ngồng hoa bỏ thì phải để ý coi cái mắt ngủ của cái ngồng này nó còn xanh hay không. Nếu mà nó còn xanh còn tốt thì chúng ta nên giữ lại. Ở đây thì những cái mắt ngủ này của mình nó đã lên hết rồi ha, và trên này nó chỉ có một cái, nó lên cái nhánh con như thế này. Thì người ta nói cái ngồng hoa hay là cái mắt ngủ của cây lan nó còn lại, nó chưa có ra hoa đó, thì nó 50% là có cơ hội nó lên bông, lên hoa tiếp, và 50% còn lại thì nó lên cái cây con. Đây cái cây của mình đó, là nó lên cái cây con ha. Rồi một chút xíu nữa, sau khi cắt cái ngồng hoa này rồi, Kiên sẽ chia sẻ hai cái chậu hoa tiếp theo của mình. Thì bây giờ trở lại cái cách mà mình cắt cái ngồng hoa. Như hồi nãy mình nói đó, cái ngồng hoa của mình nếu mà ở đây nó còn xanh, nó còn tươi nè, chúng ta thấy nó còn tốt á, thì nên giữ nó lại. Còn cái ngồng này nó đã khô rồi thì chúng ta cắt bỏ nó đi, cắt bỏ sát trong này luôn. Vì cái này nó héo rồi. Nó héo, nó không còn cái chất nước ở trong này nữa thì nó không giữ được cái cây lan của mình. Và ở dưới này cũng thế, nó đã đổi màu, nó vàng rồi. Chúng ta cắt bỏ. Đây, là mọi người thấy không? Cái cây này nó đã khô rồi, nó dai, nó không còn cái chất nước ở trong nữa, thì cây lan này mình giữ lại thì cũng héo thôi, vô ích. Còn cái ngọn ở trên này nha, trên này thì nó còn xanh nè, cái này nó khô mình cắt mình bỏ. Nhớ mọi người dùng cái kéo hoặc cái dao cho thật bén, cắt cho nó ngọt cái cây của mình, chứ đừng có dùng những cái kéo lục á, cắt thì nó dập dập thì cái cây của mình nó mau mau bị thối, nó dễ bị thối lắm. Cái ngòm này thì nó cũng héo rồi, chúng ta nên cắt bỏ, và trên này nó không còn những cái mắt ngủ nữa thì cắt bỏ tại đây. Đây ha, Kiên quay sát lại, cắt bỏ tại đây. Bởi vì mình nếu mà mình cắt ở dưới này á thì nó sẽ dập đây, nó ảnh hưởng đến cây con này của mình, cho nên mình cắt xa ở trên này, cắt cho nó ngọt. Thì ở trên này cũng như thế ha, cái cây con nó lên ở đây thì trên này nó héo rồi, ta cắt bỏ luôn, cắt xa xa một chút xíu, đừng có cắt gần cái cây con quá. Để Kiên quay lại cho nó gần chút xíu ha. Đây, cắt cho nó ngọt, dứt khoát cho nó ngọt luôn. Đó, thì bây giờ cái cây của mình nó còn lại những cái phần này nó còn xanh, thì có thể nó lên được những cái tược dưới này. Cây lan thì nó vô chừng lắm, nó thích lên bông lên hoa chỗ nào thì nó sẽ đi lên thôi, ngoại trừ những cái cành mà nó khô rồi thì mình không tính được. Giống như cái này, cái này thì nó đã hôm rồi nó ra bông nè, nó ra hoa trên này, nó khô ra hết đây, nó tàn rồi thì hôm nay nó đi tiếp nữa. Đó, nó đi tiếp thì nó ra cái cây tiếp nè. Đó, mình tưới phân nước đầy đủ, cây lan của mình nó rất tốt. Và đây nó đang ra một cái ngồng hoa nữa, nó chen với rễ,
nó ra một cái ngồng như thế này, thì trong nó còn đang nấp ở dưới cái nách lá nè, nó chưa có lên cao. Coi như cái lan này của mình nó tương đối nó tốt, nó đã có hai ngồng trước rồi và bây giờ nó thêm lên một cái ngồng nữa, thì cái bộ rễ nó tốt nè, thì cái lan của mình nó tốt thôi, cái bộ rễ nó tốt, cây lan nó phát triển tốt đó. Nè mọi người thấy không, cái rễ này nó càng dài là nó đi càng nhanh. Đó là cái cách của mình chia sẻ, cái cách mà mình ngắt cắt những cái ngồng hoa tàn khô mình bỏ đi và mình giữ lại những cái ngồng mà nó còn xanh, nó có cái mắt ngủ tốt, thì nó sẽ lên những cái cây tiếp cho mình, một là lên hoa, hai là nó lên cây con cho mình. Đây như mọi người thấy nè, nó lên cái này là cây cây con ha, nó có rễ ra rễ nè, thì tương lai mình có được cây con nữa mình trồng, mình nhân giống lên. Đó là cái cây lan của mình mới vừa cắt xong cái ngồng hoa. Và để mình chia sẻ tiếp theo hai cái chậu lan mà mình đã cắt ngồng hồi lúc trước mà mình không có cơ hội để mình không có dịp để mình chia sẻ với tất cả mọi người, thì hôm nay nó đã ra hoa, ra cây con rồi, thì mình nhân dịp cái video này mình cũng muốn chia sẻ luôn để mọi người xem cho vui. Đây là cái cây thứ nhất. Cây thứ nhất hôm rồi đó, nó cái ngồng hoa nó lên tới đây nè, mình cắt ngang. Hồi lúc mình cắt ngang á thì cái mắt ngủ này nó chưa có lên. Nó chưa có lên cái cây. Hôm nay thì cái mắt ngủ nó lên được một cái cây con và dưới cái cây con này nó lại lên một cái ngồng hoa nữa nè, rất lạ. Cái này thì hiếm khi mình thấy lắm, những nơi khác thì người ta trồng cũng có nhưng mà nhà mình trồng thì lần đầu tiên mình mới thấy được. Ha, nó lên một cái ngồng hoa như thế này và cái cây một cái cây con. Cái lá nó cũng rất là lớn, nếu mà cái cây con nó nằm trên này cái lá nó mới ra như thế này vậy là to đó. Và cũng có ra được một cái rễ. Thì cái ngồng này nếu mà mình thích thì mình để nó cho cái đợt hoa này nó ra rồi nó tàn luôn. Rồi mình cắt cây con ra mình trồng cũng được, hay là mình muốn để cho nó lên tiếp thì mình cứ để thôi, cái đó thì tùy mình. Nếu mà mình thích nhân giống ra thì mình cắt ra mình trồng thêm cho nó nhân giống, cho mình có thêm nhiều cây nữa. Và cái cây này cũng thế nè, cái cây này là lại tốt. Cái cây này nó có lúc trước nó có ba ngồng thì mình bông nó tàn rồi. Nếu mà các cô bác nào mà xem lại cái video của mình lúc trước á, mình đã chia cách này cũng 4 5 đợt á, thì cái cây mình có một cặp bông như thế này. Thì hôm nay mình lấy cây này ra mình chia sẻ nè, nó ra hôm rồi nó ra cái cây mình tưởng đâu á là ra cái ngồng hoa, ai ngờ dưới này nó có lót dưới này một cái cây con nữa nè. Đó, dưới này cây con và hai bên nó có ôm hai cái hoa, thấy rất là lạ. Cái ngồng tiếp theo bên này thì nó ra một cái ngồng hoa rất là dài. Đó, nó ra rất là dài luôn. Còn bên này cũng thế, bên này thì nó ra cho mình một cái cây con nữa. Chủ yếu hôm nay mình chia sẻ cái video này là cái cách mà để cho các cô bác anh chị cắt cái ngồng hoa tàn, cắt như thế nào để mà mình có được những cái bông hoa tiếp theo nó lẹ, nó lên cái ở những cái mắt ngủ này á, nó lên lẹ hơn là nó lên những cái ngồng hoa ở dưới cái nách này. Là bởi vì lan mình mà mình tưới đủ nước, đủ phân và đủ ánh sáng, độ ẩm thì ở dưới này mới có thể là nó lên những cái ngồng hoa ở nách lá nó lẹ. Còn nếu không á thì chúng ta cắt bỏ cái ngồng ở trên này, chừa những cái mắt ngủ lại, thì những cái mắt ngủ này nó lên những cái cây con như thế này thì nó lẹ hơn. Và nếu mà mình hên á thì những cái mắt ngủ này nó ra được những cái ngồng hoa cũng tương đối dài chứ không có ngắn đâu nha. Đó, cái ngồng hoa nè, đó các cô bác anh chị thấy không? Rất là dài luôn. Và nó chưa có ngưng đâu nha, nó mới có mấy cái là trên này nó còn đi tiếp nữa nè.
Đó, vậy là cái video này hôm nay mình chia sẻ cái cách mà mình cắt bỏ ngọn hoa sau khi hoa tàn. Thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị và các bạn đã xem tới chừng này trong cái video này của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau của mình nha. Xin chào.